Nhưng thì ngày xưa là nó thì nám phải nói là cực kỳ nặng, một là cái gen di truyền ấy, hai là cái nám chị cũng không chăm sóc gì cả. Thế sau này thì đến với DK ấy thì chị thấy rất là yên tâm. Yên tâm vì là thứ nhất là mỹ phẩm, cái thứ hai là cũng qua cái cách làm của các em nhân viên về xử lý kỹ thuật ở đây ấy, chị cảm thấy rất là yên tâm và chị cảm thấy hài lòng lắm. Lúc đầu thì thang điểm đầu tiên thì chị cũng rất là rụt rè, nhưng về sau thì chị cảm thấy là mình đã chọn đúng địa chỉ. Tình trạng của cô ấy nó thực sự là đến với DK thì cô ngoài sức mong đợi luôn, tức là nó cũng sáng ra đều từ cái lúc bắt đầu làm cho nên là nhìn thấy rõ rệt luôn, từng tuần luôn. Thế đến bây giờ thì nó thực sự là không thể ngờ được luôn. Mình chỉ nghĩ rằng là nó mong muốn làm nó mờ đi một chút thôi, nhưng mà đến bây giờ thì nó sáng bóng luôn.